Tưởng chừng sẽ không còn một chiếc điện thoại gập nào xuất hiện nữa, nhưng rồi vào năm 2019, một lần nữa làn sóng điện thoại gập được tái sinh bởi một chiếc smartphone đến từ nhà Samsung, đó là Samsung Galaxy Z Fold. Tuy là vậy nhưng nó vẫn còn khá là nhiều hạn chế. Khi gập màn hình lại thì bạn có thể cảm nhận ngay được gió mùa đông bắc vì khe hở khá là to. Màn hình còn cấn khá là rõ và mong manh dễ vỡ. Tuy nhiều khuyết điểm nhưng Samsung không ngừng cải tiến ở những bản nâng cấp về sau và dần bỏ xa các hãng khác trên thị trường, thành công trong việc thương mại hóa dòng smartphone gập. Sau sự ra đời của Z Fold 2, 3 và 4 thì mới đây Samsung đã tung ra thị trường bộ đôi Z Fold 5 và Z Flip 5 với những cải tiến rất gì và này nọ. Cùng xem nhá. Bản lề flex mới, hoàn hảo đối xứng không khuyết điểm, hạn chế nếp gấp và vô cùng khít như cánh cửa vào team crush của mấy ông F3 vậy. Ở Z Fold thì cũng đã được trang bị camera ẩn dưới màn hình, tuy nhiên chỉ có 40 megapixel mà thôi, cho nên là độ phân giải có phần là hơi thấp. Bộ đôi Z của nhà Samsung cũng đã được trang bị khả năng là kháng nước chống bụi IPX8, chấp các đối thủ khác 10 cái cột đèn vẫn cứ là ao trình. Đa nhiệm màn hình thì đương nhiên Z Fold đây là một lợi thế quá lớn rồi, khi mà nó có thể mở 4 tab cùng một lúc. Màn hình phụ của Z Flip thì được nâng cấp lên 3,4 inch, gửi tin nhắn, xem YouTube, lướt top top, check map, cứ phải gọi là mượt hơn sân siêu. Đối với Z Fold ấy thì sẽ phù hợp với các tổng tài hay đơn giản là nhiều tiền, vì nó sở hữu màn hình cực đại, cùng với đó là mạnh mẽ đến từ cửa sổ đa nhiệm multi window, rất là đáng để trải nghiệm đấy nhá. Còn với Z Flip thì tôi nghĩ là sẽ phù hợp với các chị em hơn, bởi vì nó có chế độ flex cam giúp các chị em chụp được những cái bức hình gọi là xinh lung linh này, hoặc là đu trend top top, rất là ok đấy nhá. Và vừa rồi là màn sơ lược qua các mốc thời gian đáng nhớ trong sự hình thành và phát triển của điện thoại gập. Các bạn thấy sao? Hãy comment xuống dưới cho mình biết với nhá. Và đừng quên nhấn tim và follow để được theo dõi những video thú vị hơn. Và nếu như các bạn đã quan tâm đến sản phẩm Z Fold 5 và Z Flip 5 thì hãy truy cập vào website hoangamobile.com để được biết thêm thông tin chi tiết. Và mình là Cường Bia, người kể chuyện công nghệ. Peace!